Team kỹ thuật truyền thông K3T là câu lạc bộ trực thuộc đoàn khoa vật lý kỹ thuật trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2017-2018 được coi là một năm đầy bận rộn đối với các thành viên team K3T. Hãy xem team đã làm được những gì trong năm qua nhé. Khoảng thời gian đầu năm học cũng chính là lúc tìm kiếm những gương mặt mới. Năm nay, sau khi điền đơn đăng ký, các bạn ứng viên sẽ trải qua vòng phỏng vấn và trải nghiệm. Sự khác biệt giữa cuộc sống sinh viên và học sinh chính là chủ đề của clip trải nghiệm năm nay. Khoảnh khắc quân sự, một cuộc thi ảnh online dành cho các bạn K17 do team K3T đứng ra tổ chức. Với những thay đổi trong thể lệ cũng như giải thưởng, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của rất đông các bạn sinh viên. Đặc biệt, bài đăng bình chọn các tác phẩm trên fanpage team K3T được hơn 16.000 lượt tiếp cận. Kết quả, tác phẩm dự thi của bạn Phạm Hoàng Vinh khoa hóa đã giành được giải nhất chung cuộc. Hội thi học thuật Big Ben, một cuộc thi học thuật lớn nhất của khoa vật lý kỹ thuật. Cũng như mọi năm, team K3T vẫn đảm nhiệm vị trí kỹ thuật với nhiệm vụ cho những sản phẩm truyền thông, slide trình chiếu chất lượng, bên cạnh đó đảm bảo sự thành công của chương trình trong vai trò chịu trách nhiệm màn chiếu hình ảnh và âm thanh. Trong năm qua, team K3T cũng đảm nhiệm vị trí kỹ thuật cho các hoạt động cuộc thi như cuộc thi trên biển The Best Debate 2017, hội chạy truyền thống khoa vật lý kỹ thuật, hỗ trợ lễ tốt nghiệp khóa 2013 vật lý kỹ thuật, v.v. Tháng 5 ta đi cùng nhau là phim ngắn đầu tay của team K3T tham gia cuộc thi ống kính sinh viên của khoa địa chất. Phim được thực hiện trong vòng nửa tháng trời với sự cố gắng của các thành viên team K3T, kết quả đã đạt được giải nhì chung cuộc. Mỗi tháng một clip là một hoạt động của team cho các thành viên nâng cao kỹ năng. Các clip có nội dung xoay quanh các hoạt động xung quanh đều được đăng trên fanpage team K3T. Để đưa team K3T đến gần hơn với các bạn sinh viên, trong ngày hội truyền thống khoa, team K3T đã đặt một gian hàng vui chơi tặng quà. Bên cạnh đó, trên fanpage team K3T cũng tổ chức các mini game dành cho các bạn sinh viên tham gia. Sau những thời gian căng thẳng, áp lực là những buổi BBQ thả diều hay đi chơi cùng team, qua đó các thành viên gắn kết với nhau hơn. Quả một năm đầy bận rộn của team K3T chính là fanpage đạt hơn 1.000 lượt like, nhưng quan trọng nhất chính là kinh nghiệm của các thành viên học hỏi sau mỗi cuộc thi.